Xin chào anh em, hôm nay là ngày 21 tháng 6 anh em. Thì em xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một con máy dòng Yanma SS10 xài bạc đạn của anh em. Mới về luôn. Thì máy này đẹp lắm anh em. Máy này còn zin với đĩa luôn nha. Máy này còn bao lửa là bộ lửa bộ e còn mới tinh luôn anh em. Sơn này zin luôn ha. Quá đẹp. Thì bây giờ máy này là con SS10 bạc đạn của anh em. Bạc đạn thì có quay nó bằng em nè, bả dê thì nó lòi. Máy đẹp luôn. Máy nào là hàng cái đĩa chính tông anh em, bao nha, bao zin nha. Rồi bây giờ mình tắm rửa đi anh em, rồi mình sẽ quay chi tiết anh em xem ha. Rồi tắm rửa đi em. Máy này rửa ra mới tinh luôn anh em ơi, đẹp. Những dòng máy này thì mấy anh em về thích hợp lên nhà sới nè, hay là chạy xuồng bơm nước nè, hay là đa năng luôn anh em, thích hợp anh em nào về đó thôi, nhất là chạy chạc luôn. Máy này lại bao anh em nha, bao zin toàn bộ hết từ nhà đến trường luôn. Tại vì những cái máy mà nó đẹp sẵn rồi thì mấy anh em rửa chỉ gần rửa sơ sơ chút đỉnh thì nó đẹp anh em. Mới luôn em, lắp láp còn nước sơn cháo luôn. Rồi anh em ơi, bây giờ tắm rửa nó quá trời đẹp anh em ơi. Bây giờ là mình test máy thử máy anh em xem nha. Rồi quay lên mặt máy. Trời ơi máy nó bơm rồi.
em anh em ơi. Cái quay kia nó còn 7 màu luôn nè anh em. Mi sơn nè, bao mấy anh em ha. Từ A đến Z luôn. Zin hết toàn bộ anh em. Quá đẹp. Đây, mùa nè. Mùa lửa là còn chống phiếu anh em. Nè mấy anh em coi cái lốc nè. Cái nắp plat đó nè. Trời ơi nó còn đi sơn luôn nè. Mới tinh. Quá đẹp anh em ơi. Ốc ác là chưa có dấu mở gì nữa nè, thấy không? Là sơn nè. Bao hàng của em luôn. Sơn nè. Ốc. 7 màu luôn. Quá đẹp. Nè, ốc chụp hông nè, thấy không? Sơn. Mới ken luôn. Nắp dầu, tại vì dầu chưa rửa anh em ơi. Nắp dầu nó dơ ha. Ok luôn. Rồi một lần nữa là rất là cảm ơn mấy anh em đã xem video và mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được video mới, những clip mới anh em. Thì đặc biệt bên cái công ty em nó có bán hỗ trợ trợ góp anh em. Anh em nào có mua yêu thích cái giò máy này thì cứ alo anh em ha. Có bán trợ góp thì hình thức anh em. Thì ví dụ anh em mua 10 triệu lãi suất thì anh em mua cái dòng máy ở đất này ha, 10 triệu thì một tháng 115.000. Còn nếu những anh em nào mà mua dòng máy mới thì 10 triệu tháng 100.000 anh em. Đó, thủ tục rất đơn giản, chỉ cần giấy căn cước công dân thôi. Đó, anh em. Thì clip đây cũng xin kết thúc anh em ơi. Chúc anh em xem video một ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên người thân gia đình mình nha. Hẹn gặp lại mấy anh em phía sau. Bye bye anh em.